Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lại đến với buổi livestream đầu tháng 12 cũng như là tháng cuối cùng của năm 2019 luôn á. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn sơ qua. Nói sơ nhưng thực sự là mình sẽ cố gắng tư vấn cụ thể cái về thủ tục góp để cho mọi người, mà ví dụ các bạn chưa có điều kiện đủ cái tiền mặt á để mình mua chiếc xe mà để mình đi sắm, mình đi chơi Tết á, thì em sẽ like và tư vấn về cái thủ tục góp để mọi người tham khảo sơ qua nha. Ví dụ cũng tùy, đôi khi đương nhiên là góp thì sẽ có lãi, nhưng mà với điều kiện mà mình chưa có đủ tiền mặt á, thì mình cứ tham khảo, nếu thấy hợp tình hợp lý thì các bạn cứ ghé cửa hàng làm hồ sơ thôi. Đó, thì hôm nay em đang livestream tại chi nhánh này, là chi nhánh của ở Thủ Đức, địa chỉ là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Các bạn đang xem livestream thì em xin một like và một chia sẻ nha, để ủng hộ cho Minh Long. Xin chào Nguyễn Duy Thống nha. Xin chào Nhóc Thiên. Xin chào Bùi Minh Hoàng. Vừa tư vấn thủ tục góp, em vừa tư vấn vừa báo giá xe hiện tại hôm nay luôn nha. Thì các bạn có thể theo dõi nán lại một chút xíu thôi, vì tầm 7 giờ là có đá bóng rồi, cho nên em cũng sắp xếp thời gian là live trước cái giờ đá bóng đó, để các bạn có thể tranh thủ ngồi xem livestream tí là mình chuẩn bị, mình ra quán rồi, chuẩn bị hò hét rồi, hô hào rồi. Các bạn đợi xí nha, đợi xí vào đông đông xí rồi em tư vấn cụ thể cho tất cả mọi người đều biết về cái thủ tục góp và coi như là giá xe ở Minh Long luôn. Ở đây đây là chi nhánh ở Thủ Đức nha các bạn, chi nhánh cũng rất là lớn, trang trí ăn vải lùng, trưng bày đủ các loại xe luôn đó, vì xe Việt Nam hay là xe nhập khẩu, một màu sắc là đa dạng luôn, cho nên các bạn có thể là ghé cái chi nhánh này để xem xe nha. Địa chỉ là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nha, ở gần cầu vượt Linh Xuân luôn. Thì em sẽ quay một vòng sơ qua về chi nhánh này nha. Các bạn đợi xí là vào đông đông xí em sẽ báo giá. Xin chào Nghĩa Pita nha, xin chào Thành Trung. Vào khoảng cờ 300-400 đi, 220 cũng nhiều mà hơi ít tí. Thì tí nữa vào đông xí là em sẽ tư vấn cái thủ tục góp sơ qua luôn. Ví dụ các bạn có khoảng tầm cờ 10-20 triệu thì các bạn có thể là mua được cái chiếc xe mình đang nghĩ rồi. Xin chào Nhí Được nha. Xin chào Nguyễn Hoàng Đức. Các bạn đang xem và các bạn nán lại xí nha, em sẽ báo giá toàn bộ chiếc xe, giá xe của hôm nay cho các bạn xem, và đặc biệt là tư vấn cụ thể về thủ tục góp luôn. Em sẽ đưa hồ sơ ra và để cho các bạn góp, và các bạn làm một cái bộ hồ sơ góp để cho mọi người ở nhà đang xem livestream cũng có thể là hiểu sơ qua về cái thủ tục góp đó, để các bạn có thể là tham khảo và có ý định quyết định có thể mua xe trả góp hay không nha. 257 rồi, các bạn xe livestream giùm em với. Hiện tại cũng đang có mấy khách đang tới bảo trì và mua xe tại chi nhánh ở Minh Long, Thủ Đức. Các bạn thấy có khách đang dắt chiếc Vario, là anh này mua xe là được tặng thêm một cái nón nhập khẩu đó. Nón anh đó đeo là nón của bên em tặng nha. Các bạn mua xe sẽ được tặng một áo mưa này, một nón nhập khẩu này đó. Nón nó là đi mưa hay là đi nắng rất là ok nha. Đó, có ghế để các bạn ngồi chờ luôn. Các bạn xin là đang xem livestream cho em xin một like và một chia sẻ để ủng hộ cho Minh Long nha. Đó, 311 rồi. Đây các bạn thấy không, nguyên một dàn R15 V3 luôn. Em xin nhắc lại, đây là chi nhánh ở Thủ Đức nha. Địa chỉ là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Thì các bạn có thể ở gần đây thì các bạn ghé chi nhánh này cho gần. Về tất cả các mẫu xe là đều trưng bày đủ màu sắc luôn. CBR 150 này, CBR 250 này, R15 này. Cho em xin ý kiến nha, là em sẽ báo giá trước hay là tư vấn thủ tục góp trước để đáp ứng nhu cầu của các bạn đang xem livestream luôn. Cho em xin ý kiến nha, ví dụ các bạn mà muốn tư vấn góp trước á, thì các bạn comment số 1 nha.
Còn mà các bạn muốn tham khảo giá xe trước thì các bạn comment số 2. Em thấy cái số nào nhiều hơn thì em sẽ làm cái số đó trước. Em xin cho em xin chút ý kiến nha các bạn. Các bạn muốn tham khảo tư vấn góp trước thì các bạn comment là số 1 nha. Còn mà các bạn muốn báo giá trước thì sẽ comment số 2. Em thấy số nào trước thì em sẽ tư vấn cái thủ tục đó trước nha. Xin chào Hot Girl Trương Thị Như Ngân nha. Các bạn cho em xin chút ý kiến đây, em thấy số nào nhiều em sẽ tư vấn cái số đó trước nha. Để khỏi làm mất lòng ai cả. Đó, các bạn thấy không, giá xe xe ở đây trưng rất là đủ màu luôn. Suzuki GD này, hay là Bandit này, hay là Legion này, Gentleman, đủ màu sắc luôn. Đó, vì các bạn đang xem livestream cho em xin một like và một chia sẻ nhá. Các bạn cứ chia sẻ cho mình về cái trang cá nhân của mình á, thì để cho người thân của mình á, nếu mà có đôi khi người thân của mình có ý định muốn mua xe á, thì có thể là biết cái giá xe hiện tại nó là bao nhiêu để có thể ghé cửa hàng để mua xe. Rồi nãy giờ em thấy là số 2 rất là nhiều cho nên em sẽ báo giá trước nha. Rồi em sẽ báo giá trước và sẽ tư vấn cái thủ tục góp sau. Xin chào mấy bạn đến sau nha. Đào Bá Lộc xin chào, Mai Ngân xin chào, Nguyễn Được xin chào, Lê Thuận. Cảm ơn các bạn nha. Nãy giờ là em thấy các bạn nhắn số 2 nhiều cho nên em sẽ báo giá trước và báo giá sơ qua một lượt sơ qua rồi á, thì em sẽ tư vấn góp lại, xong rồi cuối cùng là sẽ tư vấn giá xe tiếp để cho các bạn tới sau có thể biết giá nha. Rồi em báo giá từ ở dưới này đi lên nha. Em báo giá ở từ dưới này đi lên luôn. Mà em sẽ báo giá xe nhập khẩu thôi nha các bạn. Lưu ý là em chỉ có báo giá xe nhập khẩu thôi. Còn cái xe Việt Nam thì theo quy định của bên em thì các bạn phải ghé cửa hàng mới được báo giá nha. Còn cái xe nhập khẩu em chỉ có báo giá xe nhập khẩu thôi. Bắt đầu là từ MX-KIN này. Bên này là vừa có Exeter này, MX-KIN luôn. Thì MX-KIN hiện tại là giá 47.900.000, chưa ra biển số nha. MX-KIN hiện tại là MX-KIN hiện tại là 47.900.000, chưa ra biển số nha. Bên em đang có các màu này là màu xanh GB này, màu đen cam này, màu đỏ đen này. Đó là MX-KIN này. Cái này là Exeter nè. Trong này có một chiếc MX-KIN này. Các bạn thấy á, xe Việt Nam và xe nhập khẩu nó rất là giống nhau. Đó, bên này là Exeter và bên này là MX-KIN. Hai màu sắc rất là giống nhau. Đó, chỉ có khác thì nếu mà nhìn ở ngoài cái kiểu dáng ở bên ngoài ấy, thì các bạn thứ nhất là các bạn nhìn tên, và thứ hai ở trước cái xe của bên nhập khẩu á, là nó có cái bát để gắn cái biển số đằng trước. Vì bên nước ngoài người ta gắn cái biển số này đằng trước này. Đó. Còn bên Việt Nam mình thì không có. Việt Nam mình là trơn tru luôn. Còn cái xe nhập khẩu các bạn có thấy ở ngoài đường mà người ta có lắp thêm cái này á, là xe nhập khẩu nha. Mà đôi khi cũng có mấy xe Việt Nam mà nhưng người ta chế cái này lên để thành xe nhập khẩu á. Chứ còn cái này là zin nha. Đó, là xe nhập khẩu gọi là MX-KIN. Các bạn thấy không? MX-KIN. Còn xe Việt Nam là Exeter. Là giá là 47.900.000, chưa ra biển số. Rồi em sẽ báo giá từ từ cho nên các bạn đợi em báo giá từng dòng xe một nha. Đó là MX-KIN 47.900.000, chưa ra biển số nha. Nếu biển số tỉnh luôn á thì cầm tầm 1 triệu mấy đến 2 triệu. Còn biển thành phố là tầm 5 triệu. Đó là MX-KIN. Rồi tiếp đến là Suzuki Bandit. Các bạn đang xem livestream cho em xin một like và một chia sẻ nha. Và đây là Suzuki Bandit này. Bandit thì hiện tại đây là có màu đỏ, màu đen, màu nâu và màu trắng. Bên em đang có 4 màu luôn. Thì xin rồi em sẽ quay tới nào cứ có mấy màu kia em sẽ tư vấn nha. Tạm thời là trước là màu đỏ đi. Suzuki Bandit là đang có hai giá, tức là màu nâu và màu trắng là 58 triệu, còn cái màu đỏ và màu đen là 60 triệu nha. Đây là Suzuki Bandit. Đấy, cái mẫu xe Netby, để xoay quay sơ qua chiếc xe coi các bạn xem. Đây là màu đỏ nha, màu đen, màu đỏ với màu đen là 60 triệu, còn màu trắng và màu nâu là 58 triệu. Cái giá em đang báo là giá chưa ra biển số nha.
Còn ví dụ xe này mà ra biển số tỉnh á, thì tầm 2 đến 3 triệu nữa, và biển thành phố là tầm biển thành phố chắc tầm 6 triệu, 6 đến 7 triệu. Đó là Suzuki Bandit. Rồi, các bạn đợi cái giá xe tới của mình mong muốn thì các bạn cố gắng đợi xí thôi. Xem em livestream tới xí, đằng nào 7 giờ mới đá bóng mà. Cho nên các bạn cố gắng nén lại tới cái xe của mình sẽ có biết giá nha. Em sẽ báo giá từ từ cho các bạn luôn. Đó, đây là chiếc Gentleman này. Đây là chiếc Gentleman. Gentleman là hiện tại đang có hai màu nha, màu đen và màu xanh xám. Đây, Gentleman. Cái xe này là 200 phân khối nha. 200 phân khối là có hai màu, là màu đen với màu xanh xám, là giá là 65 triệu. Cái giá này là giá niêm yết luôn á. Từ lúc mà nó về Việt Nam mình là cũng được là gần 2 năm. Đó. Hơn 1 năm nha, 1 năm rưỡi á. Thì nó vẫn là giá là 65 triệu. Hiện tại đang có hai màu. Vâng, và là 65 triệu. Là bên em có hỗ trợ bao bằng lái A2 cho các bạn luôn. Đó là 65 triệu nha. Còn tiếp đến là Ligon 200. Ligon 200 thì hiện tại nó có 3 màu, là màu vàng này, màu xanh và màu đen. Tức là những cái chỗ như là bình xăng với cái ốp ở sau này á, là màu vàng, và những cái chỗ đó màu đen và màu xanh. Nó có 3 màu, là đồng giá là 63 triệu. Cái xe Ligon 200 này cũng là 200 phân khối luôn, thì cùng sử dụng cái bằng A2. Tức là cái xe mà từ 175 trở lên là các bạn sử dụng cái bằng A2 rồi, mà từ 175 trở xuống là sử dụng bằng A1. Tức là giống cái xe phổ thông như mình, là cái xe mà hàng ngày mình đi lại như AB Vision, Exeter rồi đó, là sử dụng bằng A1. À, bên này là có gắn cái chống đổ này nha các bạn. À, bên này là có mẫu gắn chống đổ trước cho các bạn tham khảo luôn này. Giả sử mà xe có ngã thì có chống đổ này nó bảo vệ luôn. Rồi, Ligon 200. Các bạn đang đợi cái giá xe của mình mong muốn thì các bạn cố gắng xem xí thôi. Em sẽ quay lên lần lần đi lên tới cửa hàng đó cho các bạn xem luôn. Là Ligon 200 nha. Tiếp đến là Suzuki GD. Đây là Suzuki GD 110, là giá là hiện tại là 27 triệu. Suzuki GD màu đen nhám nha. Suzuki GD là 27 triệu. Cái này là 110 nha các bạn. Xe này là xe Việt Nam. 27 triệu. Rồi. Tiếp đến là Vario. Rồi đến là Vario rồi nè. Vario là hiện tại đang có là hai loại, là loại 125 và 150. Thì như các bạn đang xem đây là cái mẫu để phân biệt là 125 và 150 nha. Thứ nhất là 125. À đây là 150 này. Các bạn sẽ nhìn vào chìa khóa trước. Em đang nói xe zin nha, chứ những cái xe mà lên đồ chơi hay là xe đồ lên thì không nói. Còn xe zin là tức là các bạn nhìn vào cái ổ khóa smart key này á, là 150. Còn mà các bạn nhìn tới cái xe mà có cái chìa khóa thường này á, là 125. Đó, các bạn thấy không? Tức là 125 là sử dụng chìa khóa thường nha. Còn mà 150 á, là sử dụng ổ khóa smart key. Và giá tiền nó cũng chênh lệch là hơn mười mấy triệu á. Đó là 150 nha. Đây là em đang quay livestream tại chi nhánh là ở Thủ Đức nha. 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đó, đây là chi nhánh ở quận Thủ Đức. Và Vario 150 hiện tại bên em đang bán với giá là 529 đến 539 tùy theo màu. Tức là tất cả các màu là 529, mà màu nâu là 539. Đó, là các bạn Vario 150 là có đầy đủ là 6 màu luôn nha. Màu đen này, màu đỏ này, màu xanh này, rồi màu trắng này, à đây là màu bạc, nó có màu trắng chắc trưng chỗ khác rồi. Vì cái chỗ này là xe mặt bằng cũng rộng cho nên là trưng xe đủ màu đủ loại luôn. Đó, các bạn xem lại nha, đây là màu nâu là mắc nhất này, màu nâu mắc nhất là 53 triệu 900. Cái giá em báo là giá chưa ra biển số nha. Tức là các bạn nếu mà các bạn ra biển số tỉnh thì tầm còng lên tầm cỡ 2 triệu nữa. Mà biển thành phố là còng lên tầm 6 triệu mấy nữa. Vì thành phố bữa nay là cái phí biển số nó lên 4 triệu á, cho nên cái phí ở thành phố cũng cao hơn luôn. Nhớ nha, nếu mà biển số tỉnh có 2 triệu thôi nhưng mà làm biển thành phố lại 6 triệu mấy lắm. Rất là cao. Đó là Vario 150 nha. Đó. Còn bên này là Vario 125. Ừ, các bạn đang xem livestream cho em xin một like và một chia sẻ nhá. Đó, đây là 125 này. À, bên này có một chiếc mẫu 125 màu cù này.
Vì sao là màu cũ? Tức là màu 2018 nó là màu đen bóng này. Màu 2018 là màu đen bóng nha các bạn. Đây, đôi khi có mấy bạn mà đang sang cái màu cũ này thì bên Thủ Đức là vẫn còn một xe nhá. Vario 125 màu đen bóng đó. Còn màu mới là nó là đen nhám này. Các bạn thấy không? Tức là từ 2019 trở đi là nó 2019 đó, đó là màu mới là nó là đen nhám. Còn cái màu cũ là đen bóng. Thì đen bóng hay đen nhám thì cũng giá là tầm 43 đến 44 tùy theo màu. Đó là Vario 125 nha. Các bạn nhớ nha, Vario 125 là chìa khóa thường, còn 150 là chìa khóa smart key. Nó chênh lệch là tới mười mấy triệu, cho nên các bạn cứ nếu mà các bạn nữ thì cần đi 125 được rồi. Còn các bạn nam mà muốn bốc với mạnh mẽ thì mua 150 luôn. Thì 150 nó vẫn ok hơn. Đó. Còn mà ví dụ điều kiện kinh tế mình chưa có thì cứ đi 125 vẫn ok. 125 thì cũng giống như AB của Việt Nam á. Đó, bên này là có đủ màu nha các bạn. 125 nó thì có 3 màu thôi. Màu đen, màu xanh và màu nâu. 150 mới có 6 màu nha. Đi tiếp đến là Sonet. Từ từ em sẽ tự báo giá từng dòng xe cho các bạn. Các bạn cố gắng mà nén lại để xem cái giá xe mà mình mong muốn nha. Đây là Sonet. Sonet thì hiện tại ở đây đang có là trưng 2 màu. Hiện tại là Sonet nó có 4 màu lắm, mà chắc ở đây còn 2 màu này thôi. Là màu trắng đỏ mâm đỏ này. Đây, màu này là màu hot nhất này. Các bạn thấy không? Đây là màu hot nhất, Sonet trắng đỏ mâm đỏ. Và tiếp theo là Sonet màu đỏ đen mâm đen. Đó. Cái này cũng gọi, người ta thường gọi là trắng đỏ luôn mà mâm đen, còn bên này là trắng đỏ mâm đỏ. Các bạn sao gọi sao không được, miễn sao thấy cái màu xe nó có cái màu gì á. Mà nhưng trên cà vẹt nó là đỏ đen, trắng đỏ đen nha. Bên này là trên cà vẹt nó là trắng đỏ đen này. Bên này cũng cà vẹt là trắng đỏ này. Đó, mà nhưng nó là mâm đỏ, còn bên này là mâm đen. Thì cái mâm đỏ nó là 68 triệu, còn cái mâm đen này là 66 triệu nha. Còn có hai cái màu đen nữa, tức là Sonet màu đen mâm đỏ và Sonet màu đen là 65. Hiện tại giá xe Sonet và Satria thì nó đang rất là đang lên giá, cho nên thì các bạn ai đam mê Sonet với Satria thì các bạn cũng cứ tham khảo giá, vì bên em là cái giá này là như vậy. Cái giá này là giá theo các mình nhập xe từ bên kia, cho nên bên kia nó đang tăng giá thì xe nó cũng tăng giá theo luôn. Rồi tiếp đến là Satria nha. Đó là Sonet này. Em nhắc lại giá của Sonet này. Sonet là cái màu đỏ đen này là 66 này. Đó. Còn cái màu Sonet trắng đỏ mâm đỏ là 68. Còn lại hai cái màu Sonet màu đen kia là 65. Đó là Sonet. Hiện tại là giá rất cao cho nên rồi đến Satria nha. Satria thì hiện tại bên chi nhánh này đang cũng có đầy đủ màu luôn. Satria đen mâm đỏ này, Satria đen mờ này, bên chi nhánh này đang có đầy đủ các màu luôn này. Satria trắng xanh này, đây là màu mới nha. Các bạn đang xem màu, những cái màu này là màu mới 2020 hết này. Đó, các bạn thấy không? Cái đen đỏ này nó chỉ có khác cái tem thôi. Còn 2020 là nó có thêm cái màu trắng xanh nữa. MT25 thì em chưa biết nha. Em chưa có thông tin MT25. Địa chỉ này là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nha. 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Cái RSX110 em không nhập nha, Nguyễn Hoàng Vương. Cái xe bên Thái đó em không nhập. Đếm là Satria nha. Satria 2020 nó có thêm cái màu xanh mờ này này. Và màu trắng xanh này. Đó. Có màu trắng xanh và màu xanh mờ nha. Rồi các bạn đang xem live stream, các bạn nén lại xí đi. Em báo giá xe xong là em sẽ quay lại cái thủ tục góp. Để ví dụ các bạn mà chưa có cái điều kiện mua tiền mặt á, thì các bạn có thể mua góp. Và em sẽ tư vấn cái cụ thể luôn, chứ không nói sơ nữa. Em sẽ tư vấn cụ thể cái thủ tục góp để các bạn có thể xem luôn. Và đây là Satria xanh nha. Đây là Satria màu xanh GB. Đó. Satria thì hiện tại đang là 65, 66 tùy theo màu. Đó. Tức là chỉ có màu trắng xanh đó là 66 triệu thôi. Còn là tất cả các màu là 65 triệu nha. Satria. Tất cả các màu là 65 triệu thôi. Chỉ có cái màu trắng xanh này là 66 thôi nha.
Bên em chỉ có bán xe mới nha, xe mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn. Xe mới nha, 100% nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, có giấy tờ hải quan chính ngạch rõ ràng nha. Và hiện tại chi nhánh em, hiện tại là Minh Long em có tất cả là 10 chi nhánh, là 2 chi nhánh ở Bình Dương, 1 chi nhánh ở Huế và 7 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các bạn có thể vào website hoặc là vào cái trang Facebook em đang quay livestream á để cập nhật cái 10 chi nhánh của Minh Long nha. Rồi tiếp đến là bên này hơi chật chỗ thì em sẽ quay qua bên chỗ dàn CBR 250 trước nha. Ok, sắp đến dòng Sport rồi. Rồi đây là cái dòng các bạn đang chờ nha. Đây là Honda CBR 250. Hiện tại là 250 đang có hai màu nha. Đây 250. Đó, đây là dòng nguyên là một dàn Sport luôn. Đó, các bạn đang xem livestream cho em xin một like và một chia sẻ nhá để ủng hộ cho Minh Long. Và các bạn mà đang có nhu cầu muốn mua trả góp á, thì em sẽ báo giá sơ qua thì xong rồi em sẽ quay cái thủ tục góp cho các bạn tham khảo nha. Cho nên các bạn cố gắng nén lại một chút thôi. Vì đằng nào 7 giờ mới có đá bóng mà. Cho nên các bạn xem livestream xong rồi xem đá bóng luôn là ok á. Đây là CBR 250. Hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu đỏ, là đồng giá là 150 triệu nha. Đó, CBR 250 đồng giá là 150 triệu. Ra biển số tỉnh thì tầm 4 triệu nha. Biển thành phố là tầm 10 11 triệu. Đó. Biển thành phố nó hơi mắc. Thuế 5%, phí biển số 4 triệu. Cho nên cái phí biển số nó rất là cao, là 11 triệu. Đó. Đây là chìa khóa zin của CBR 250. Bình xăng nó chứa là 14 lít. Đó. Cái này là có 3 chế độ lái nè. Nếu phân khúc mà 250 thì con này rất là ok. 300 luôn, 300 độ lái là 250 rất là ok. Rất là nhiều tính năng công nghệ mới nha. CBR 250 đang có hai màu là màu đỏ và màu đen, là 150 triệu nha. Đó. Rồi tiếp đến là CBR 150. Đó. GTR 150 có nhập về nha Hoài Xuân. Mà nhưng hiện tại là đang đợi đăng kiểm, chưa bán được nha. Khi nào mà xong bên em sẽ công bố trên fanpage GTR 150 á. Khi nào đăng kiểm xong bên em sẽ công bố trên fanpage nha. Còn chưa cụ thể là khi nào có hàng. Nói chung là đang đợi đăng kiểm. Đây là CBR 150. CBR 150 thì hiện tại đang có là cũng có màu đen cam nữa. Mà ở đây đang chắc đang hết cái màu đen cam. CBR 150 là có cái màu Repsol này, màu trắng đỏ resin này, màu đỏ đen này. Đó, CBR 150. CBR 150 là hiện tại đang giá là 76 triệu. Cái màu Repsol là mắc hơn 1 triệu là 77. Đó. Nha, CBR 150. Nhưng là đàn em của CBR 250 á, đó là giá là 76 triệu. Còn cái màu Repsol là mắc hơn 1 triệu là 77 triệu. À, các bạn thấy này. Bên cái xi nhan zin thì nó có thể dài ra này, cho nên là rất là bất tiện. Ví dụ mà người ta đi qua đi lại hay là chạy xe nó dễ va quẹt và bị bể, thì bên chi nhánh có gắn thêm một cái đèn xi nhan này. Đó. Nó xi nhan này rồi gọi là xi nhan mũi tên để nhìn nó gọn hơn và đỡ bị va đập khi nói chung là tiện lợi hơn. Đó, CBR 150 nha. Rồi, tiếp đến là Suzuki GSX. Đúng rồi, GTR là xe nhập khẩu từ Indo, còn Winner là xe Việt Nam. Mà Winner xe Việt Nam thì giờ chỉ còn là Winner X thôi, chứ không còn Winner màu cũ nữa. Mà còn GTR á, thì xe đó là xe Indo, thì nó vẫn là còn màu cũ mà nhưng đang đợi đăng kiểm vẫn chưa bán được nha các bạn. Khi nào bán được bên em sẽ công bố lên fanpage. Và đây tiếp theo là GSX-R nha. GSX-R đang có là 4 màu. Đó. Màu đen vàng này, màu đỏ đen mâm đỏ này, màu trắng xanh mâm xanh này và màu xanh GV. Đó, GSX-R là đang là giá 67 triệu 500. Đó, em sẽ báo giá sơ qua đó. Rồi em sẽ quay lại cái thủ tục góp. Vì hôm nay là
cái buổi live stream này là em vừa muốn báo giá xe và vừa muốn cái tư vấn góp á, để cho các bạn nắm tham khảo sơ qua luôn. Em tư vấn cụ thể luôn để các bạn có thể tham khảo về, có thể có nhu cầu tới rước chiếc xe mình mong muốn khi là mình chưa có đủ tiền nha. Còn đây là R15V3. R15V3 là đang là 75 triệu, đồng giá 3 màu là màu xanh, màu đen và màu xám vàng nhá. R15V3 là 75 triệu nhá. Riêng cái màu Munter này là phiên bản đặc biệt này là 77 triệu này, mắc hơn 2 triệu nhá. Đó, màu xanh này, màu đen này và màu xám vàng là 75 triệu. Còn chỉ có cái màu Munter này là phiên bản, là phiên bản trường đua đó, là 77 triệu, mắc hơn 2 triệu thôi. Ừ. Ồ, các bạn đang xem livestream nén lại một xí, nó này 500 rồi, giờ sau tụt xuống rồi. Rồi đến là MT15 này. Các bạn nén lại chút xíu thôi, 7 giờ mới có đá bóng mà. Em sẽ tư vấn sơ qua cái thủ tục góp thôi. Và các bạn nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cho em xin một like và một chia sẻ đi, để có thể giới thiệu cho người thân mình có nhu cầu muốn mua. Đây là MT15 nhá. MT15 thì hiện tại đang có là 3 màu. Ủa, hiện tại ở đây đang hết cái màu đen. Đó. Thì hiện tại có 3 màu nhá. Có màu đen bóng nữa, là màu xám và màu xanh. Là đồng giá 3 màu là 75 triệu. Đó, đồng giá 3 màu là 75 triệu nhá. MT15 màu xanh, màu bạc và màu đen bóng. Cũng bằng giá với R15 luôn. R15 cũng 75 và MT15 cũng là 75. À, xin chào Dương Minh nha. À, bên này cũng có cái chiếc GZ150 luôn này. Em này là 63 triệu nha. Suzuki GZ150 63 triệu. À. Ơi, tiếp đến là qua bên này đi. Bên này là xe Việt Nam rồi. À, như là Demon GN này. Hay là Razer 220 này. Đó, Demon thì hiện tại là 60 triệu này. Demon là cái màu vàng màu trắng là 60 triệu. Màu vàng màu trắng là 60 triệu. Còn cái màu trắng đỏ với xám trắng này là 61 triệu. Đó, đây là phiên bản đặc biệt, là mắc hơn 1 triệu là 61 triệu. Còn màu trắng và màu vàng là 60 triệu nha. Scorpy là 40 triệu 500 nha Trang Hy. Rider là em đang hết hàng. Satria mà ra biển số tỉnh là tầm 6667. Satria nha. Còn Rider hiện tại bên em đang hết hàng. Còn Scorpy là 40 triệu 500, đồng giá các màu luôn. Rồi để em đi coi Scorpy ở đâu. À, Scorpy đây. Winner X thì em không báo giá qua trên Firebase được. Winner X là em không báo giá qua đây được nha, không lối thoát. Ở cái xe đó là xe Việt Nam thì các bạn có thể ghé cửa hàng bên em mới báo giá, em chỉ báo giá xe nhập khẩu thôi. Đây là Honda Scorpy nè các bạn. Đó. Honda Scorpy thì đồng giá đứng đấy. Honda Scorpy là đồng giá 40 triệu 500 nha. Màu trắng này, màu đỏ đen này. Scorpy này có nhiều màu lắm, các bạn có thể vào website minhlongmoto.com để xem. Đó. Màu nâu này, màu đỏ nhám này, màu đỏ đen với màu trắng này, đồng giá các màu là 40 triệu 500 nha. Razer 220 là 66 triệu nha Bùi Quyền. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tư vấn sơ qua về cái thủ tục góp, để mình lấy chứng minh với bằng lái để miêu tả sơ qua cho các bạn xem nha. Hương, em lấy cái chứng minh bằng lái anh trên ví với gì đó bắt trong bên túi của anh kìa, bên áo của anh ấy. bên kia bên này trong ấy, phía trong ấy. Đó, lấy chứng minh bằng lái ra để anh tư vấn sơ qua này. Đấy đó, bằng lái đó. Rồi đây thì giờ mình sẽ miêu tả sơ qua nha. Rồi, các bạn đây ví dụ là ngân hàng này, hiện tại các bạn mua góp sẽ có 4 ngân hàng. Đó. Hiện tại bên em đang có đầy đủ là 4 ngân hàng cho các bạn mua góp này. Tức là các bạn chưa có đủ tiền, này giờ là mình báo giá, đó là giá các bạn trả tiền mặt nha. Đó. Hoặc là quẹt thẻ hay là chuyển khoản ngân hàng gì cũng được.
Nhưng còn còn lại là ví dụ các bạn chưa có đủ tiền thì các bạn có thể là mua góp thông qua các cái ngân hàng này. Ví dụ mình sẽ tư vấn về bạn về các bạn về cái thủ tục góp bên cái MC này này. Đó, các bạn đây để mình che mặt, đây là chứng minh bằng lái của mình này. Bằng chứng minh thì ai cũng có nha. Còn bằng lái thì như A1 này, A2 này, B1, B2 đều có hết nha. Thì các bạn có thể là mang chứng minh và bằng lái đơn giản thôi, không cần sổ hộ khẩu, không cần là bảng kê gì đó, nhưng có những cái đó thì lại nó đỡ hơn. Nhưng thì rất là bất tiện, cho nên là ví dụ các bạn có thể chứng minh với bằng lái thôi thì các bạn có thể mua được chiếc xe này. Ví dụ để mình tư vấn sơ qua nha. Giống ví dụ mà giờ anh muốn mua một cái chiếc Vario đi đúng không? Một chiếc Vario thì hiện tại là Vario đang là giá là 52.900.000. Đó, trên chứng minh anh là làm biển số ở Quảng Trị đúng không? Thì nếu mà anh ra biển số luôn là tầm 2 triệu nữa thì 529 thêm 2 triệu là thành 549, thì cho nó là 55 đi. Đó, thì giờ anh đang mua cái chiếc xe là với giá là 55 triệu nha. 55 triệu thì anh sẽ đưa trước là một nửa đi. Một nửa đi. Không, như 55 thì anh đưa trước 23 đi. 23 còn vay 22. Đó, em sẽ tư vấn anh muốn góp trong vòng 12 tháng nó sẽ là bao nhiêu. Đó, các bạn đây, các bạn cố gắng đợi xí nha. Em sẽ tư vấn cái thủ tục góp các bạn sơ qua các bạn nắm này. Đó, em đang muốn mua một chiếc Vario màu đỏ đi. Đó, em đang mua một chiếc Vario màu đỏ là giá đang cửa hàng giá bán ở cửa hàng là 52.900.000. Em làm biển số ở tỉnh Quảng Trị là 2 triệu nữa là thành là 54.900.000. Thì có cái tính là cho nên 55 triệu chẳng đây. Thì em trả trước là 23 triệu này. Em mới có 23 triệu thôi. Thì còn lại là 22 triệu em muốn vay. Đó, thì bạn này sẽ tư vấn ra là một tháng em đóng bao nhiêu này. Vario 150 là 52.900.000 đó Nguyễn Tấn tới. Nãy giờ em đang báo đó. Vario 150 là 52.900.000 đó. Đó, các bạn xem nè. Đó. Đây, tức là chiếc xe là 55 triệu này. Em coi như là em là khách hàng đi, em sẽ trả trước là 23 triệu. Còn lại là em vay 22 triệu nha. Thì em vay trong vòng 12 tháng là 1 tháng em đóng là 2.239.000. Em ghi ra lại luôn. Tức là anh vay trong vòng 12 tháng này là anh mất bao nhiêu lãi? Em ghi ra bên này luôn. Em ghi ra đây giùm anh luôn để cho khách người ta nắm luôn. Ủa nhầm rồi. đáng nhầm rồi. Cái này đáng lẽ là vay lại là 32. Chia nữa là trả trước 28, vay 27. Rồi xin lỗi nha các bạn. Hơi nhầm chút xíu. Rồi để mình sửa lại. Hơi nhầm tính toán hơi nhầm xíu. Vay 27 nha. Đó đề bàn này. Đó. Đây là em gái ngân hàng MB. Các bạn có muốn gặp em này để làm hồ sơ thì các bạn có thể ghé chi nhánh là 5860 quốc lộ 1K phường Linh Xuân quận Thủ Đức nha. Đó. Ví dụ các bạn chưa đủ tiền thì các bạn có thể tới gặp em này để hỗ trợ vay vốn. Không, em xin lỗi em nhầm rồi mà, cho em xin lỗi. Này là 55 mà quên tưởng là 45. Sorry mọi người nha. Ừ, em tính lại rồi mà. Rồi 55 là em sẽ đưa trước 28 nha. Đang ví dụ thôi, còn ví dụ mà thực tế là coi như là nãy giờ em nhảy lại đẩy rồi. Rồi là 55 nha, 55 đưa trước là 28, còn lại là vay 27. Rồi. Đấy, các bạn cứ gọi lên số hotline của chi nhánh Thủ Đức là các bạn sẽ gặp em này thôi. Muốn gặp em nào cũng được hết á. Cứ gọi lên số hotline của Thủ Đức là ok. Đây là chi nhánh Thủ Đức nha. Đây các bạn, đây là chi nhánh Thủ Đức. Đó, các bạn đang xem livestream, các bạn có thể là cho em xin một like và một chia sẻ để cho người thân của mình á, đang có nhu cầu muốn mua xe, đôi khi là đang xem cái livestream này á. Thì đó, ví dụ các bạn mới có 27 triệu đi, em đang tính là một nửa cho dễ.
Còn ví dụ các bạn có thể trả 10 triệu, tí nữa em sẽ tính cái trả là 15 triệu đi, thấp nhất là 15 triệu vẫn được. Lãi 5 triệu. Đây các bạn này, các bạn nên nhớ là em chỉ cần hồ sơ này này. Các bạn có thể nên nhớ này, các bạn vay ngân hàng thì cần cái sổ đỏ hay là cần gì em không biết, cho nên là còn cái vay bên này thì các bạn chỉ cần mang chứng minh này với sổ với bằng lái này. Bằng lái xe thì ai cũng có hết đó, vì vậy đi dò đường thì phải có cần bằng lái, không thôi công an nó tấm luôn á. Rồi chứng minh này, chỉ cần hai cái này thôi là các bạn tới làm mua xe được rồi, không cần sổ khẩu, không người nhà cũng không biết bà mua góp luôn đó. Thì các bạn ví dụ là chiếc xe là Vario 150, em đang muốn mua một chiếc màu đỏ nha, là chiếc xe là ra giấy tờ Quảng Trị, em ở Hải Lăng Quảng Trị, là 55 triệu, em trả trước là 28 nha, còn lại là vay 27, thì em sẽ góp trong vòng 12 tháng là mỗi tháng em đóng 2.690.000, là em sẽ mất là lại là tầm 5 triệu, cái này là lại tầm 5 triệu nha. Đó, các bạn xem chưa, bây giờ đó các bạn có thể mang chứng minh hộ khẩu, các bạn tới mua một chiếc xe, các bạn có 28 triệu thôi, thì các bạn đó muốn là bên ngân hàng vay 27 triệu thì mỗi tháng các bạn sẽ đóng là 2.690.000. Thì tính ra là ví dụ có nghĩa là bạn trả trong vòng 1 năm là lại là mất 5 triệu nha. Ủa, chưa có bằng lái thì phải mang sổ hộ khẩu thôi. Chưa có, giả sử các bạn chưa có bằng lái thì mang chứng minh và sổ hộ khẩu nha. Đó. Nhưng mà ví dụ các bạn chưa có bằng lái thì các bạn có thể mang chứng minh và sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu photo công chứng là được nha, không cần phải bằng gốc. Photo công chứng là ok. Đó. Còn mà ví dụ có bằng lái thì mang chứng minh bằng lái thôi. Thì tới mua xe đó. Biển số thì tùy lúc. Rồi giờ tới lúc giờ là tới tư vấn về cái biển số này. Biển số là giống ví dụ các bạn mua một chiếc xe Vario. Đó, em sẽ tư vấn luôn. Ví dụ các bạn mua một chiếc xe Vario để có chiếc nào mà có giấy tờ đây. Đó. Các bạn vì sao mà các bạn đi mua xe là bên em có cái ghi cái ngày này là cái ngày là ngày nhập khẩu á. Tức là các bạn tới mua xe thì các bạn để ý là thường thường ví dụ các bạn mua cái chiếc này thì là nó là làm biển số mùng 2 tháng 11 là mùng 2 tháng 12 có hải quan này. Là nếu mà các bạn mua chiếc này thì làm biển số tỉnh là tầm 20 ngày mà biển thành phố là tầm 5 đến 7 ngày là có biển số này. À. Giá đó là giá đã ra biển số nha Nguyễn Xuân Trường. Giá đó là giá đã ra biển số nha. Đó. Rồi đây là em đang live stream là chi nhánh này là chi nhánh ở 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Thì ngoài ra là bên em còn có là 9 chi nhánh khác nữa. Em sẽ cập nhật là 9 chi nhánh này để có các bạn có thể, vì các bạn không thể ở gần chi nhánh Thủ Đức này, các bạn đang ở xa Hóc Môn hay chẳng hạn hay Củ Chi hay là ở Bình Dương, thì các bạn có thể ghé một trong 9 chi nhánh còn lại, là cơ sở 1 là số 27 đường M, khu trung tâm hành chính thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở 2 là ở Thuận An, là 19 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó là 2 chi nhánh ở Bình Dương. Còn ở Thủ Đức, ở thành phố Hồ Chí Minh là có 7 chi nhánh nha. Chi nhánh ở em đang quay live stream là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Và chi nhánh ở Bình Thạnh là 7274 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Ở chi nhánh ở Gò Vấp là 819 đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Chi nhánh ở Tân Bình là 824A đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Chi nhánh ở Tân Phú là 4143 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, quận Tân Phú. Chi nhánh ở quận 9 là 40 Đồ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9 nha. Và chi nhánh ở quận 12 là 117A đường Lê Văn Khương, quận 12. Đó là 7 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh ở ngoài Huế là 39 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nha. Rồi em sẽ kết thúc buổi live stream gần đây và để về chuẩn bị cho các bạn sắp xếp thời gian để xem đá bóng giữa Việt Nam và như là Singapore thì phải. Nói chung ham làm quá cũng quên cái đội Việt Nam gặp hôm nay luôn. Cho nên là các bạn đã hẹn gặp các bạn ở tại các một trong đến 10 chi nhánh của Minh Long nha. Các bạn có nhu cầu hay là muốn tư vấn góp hay cần tư vấn tất cả cái thủ tục gì, các bạn có thể gọi đến một trong 10 chi số hotline của 10 chi nhánh nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi và xem live stream của Minh Long. Xin chào Linh Láo nha. Hiện tại tới giờ em kết thúc live stream rồi. Các bạn có tới sau thì các bạn thông cảm nha.
Thì hẹn các bạn vào cái buổi livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Các bạn có nhu cầu hay là thắc mắc gì cứ gọi lên vào số hotline, bên em sẽ tư vấn cụ thể nhé. Chi nhánh Đinh Bộ Lĩnh là 7274 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh nha. Chi nhánh Đinh Bộ Lĩnh thì chắc phải tuần sau mới tới với là buổi livestream của chi nhánh Đinh Bộ Lĩnh. Thì hiện tại em đang đây quay chi nhánh này là 5860 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn là thường xuyên theo dõi là xem livestream của Minh Long nha. Xin chào và hẹn gặp lại.